Chợ sáng Yobuko nằm ở phía đông cảng Yobuko. Dù trời nắng hay mưa thì chợ sáng Yobuko vẫn họp mỗi ngày từ 7:30 đến 11 giờ sáng. Đây được xem là một trong 3 chợ sáng lớn nhất ở Nhật Bản. Các mặt hàng thường thấy ở đây là hải sản tươi sống. Em nghĩ nếu mà trời mà nắng thì chắc có lẽ là người ta sẽ bán nhiều nữa. Oh. Wow. Oh, thử đi. Thử. Ủa, cái này là nướng chưa? Là cái này là có gọi là một nắng phải không? Khác ở Việt Nam mình đó nha. Ở đây là mực phơi qua một đêm là phơi sương đó nha. Coi chừng mình nắng có nào khác mình không ta? Có lẽ cũng không chừng. Mình là phơi một ngày là một nắng. Một nắng là phơi ngoài nắng một. Đúng rồi, nhưng mà cái này người ta không có nắng mà phơi một đêm, mà coi chừng mực phơi sương là mực một sương. Sáng tạo. Cái này ăn thử được luôn hả? Nó là ngọt. Yeah. Oshi. Ika to konbu to goma, ebi, aonori ga haitete, gohan no ue ni furi kakeru to parapara. Rice no rắc lên cơm ăn. Giống muối mè của mình đó nha. Gần giống vậy. Ngon lắm. Oshi. Đấy. Ngon quá rồi. Selfie mission. Vậy là Cát Tường và Thiên Vương đã nhanh chóng đến bến cảng. Vậy là mình phát hiện nè, cái tàu này giống nè, không? Giống không? Giống này nè, thấy chưa? Cái đuôi phía sau kìa, y chang kìa. Và hai du khách đã bắt đầu chuyến khám phá hang động bí ẩn từ bến cảng Yobuko. Mất khoảng 30 phút để du thuyền đến được hang động bí ẩn Nanachugama. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đồng ý, ổn định. Đúng không? 7 động đúng không? 7 động. Nhưng mà em rất là ngạc nhiên là bởi vì là chị thấy những cái tầng đá không? Những cái mặt cắt của đá nè. Nó rất là đẹp. Giống như nó xếp chồng lên nhau vậy đó, chứ không phải là nguyên cái khối đá. Nó rõ ràng không? Giống như là than đá mà nó xếp vô vậy đó. Hiểu. Đẹp. Bơi vô. Wow, coi nè. Bỏ luôn á. Chụp lên. Có tiếng vọng luôn kìa. Có tiếng vọng thiệt kìa. Hang động Nanachugama gồm 7 hang biển nhìn như hình 7 chiếc bếp lò, được biết đến như là một vùng đất kỳ nham thắng cảnh, là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, được hình thành bởi những con sóng biển xói mòn ăn sâu vào những vách đá ba gian từ thời cổ đại đến nay. Công nhận là nếu vậy là cái sóng rất là lớn và đến một thời gian rất là dài, cho nên là nó mới sâu như vô trong như thế này nè. Đúng là tạo hóa nó lạ lùng chứ ha. Do tới đây rồi mình không selfie á, thì rất là ổn đúng không? Yobuko nổi tiếng với đặc sản là mực và có những món ăn rất lạ không thể bỏ qua. Vương ơi, em ăn hả Vương? Chị không dám ăn. Đây là lần đầu tiên mà em thấy một con mực mà nó trong veo như thế này nè. Không biết là các vùng biển ở Việt Nam là có món mực trong này không, nhưng mà riêng Thiên Vương đây là lần đầu tiên mà Thiên Vương thấy được một con mực nó trong veo như thế này. Tường cũng lần đầu tiên thấy. Và đó, đây là đặc sản ở Saga, mà nếu mà mọi người tới Saga mà không được ăn món mực trong này thì coi như là chưa tới Saga. Không, coi như Tường chưa tới Saga. Sao ổn hả? Ổn quá. Chị ăn đi. Không, thân em vừa trắng lại rất là đẹp, nhìn nó. Chị Tường bỏ 2 lần rồi đó. Nó mịn mà nhìn thấy nó hấp dẫn lắm. Thật là xanh điệu quá đi chứ. Nhìn nó trong veo hả? Cắt ra vậy đó hả anh? Đó, khứa mà nó vẫn sống. Nó còn tươi, nó còn sống, cho nên là giống như cái cơ của nó chắc nó vẫn còn hoạt động, cho nên là mình nhai vô thì nó có cảm giác là nó bị đàn hồi lại, nó rất là giòn mà nó ngọt nữa, ngon nữa. Ăn đi Hương. Chúc ăn. Có vẻ như món mực sống Yobuko hoàn toàn không phù hợp với Cát Tường rồi. Rời Yobuko, hai người quay lại Karatsu. Có mấy đôi dép này đẹp không? Đôi này gọi là đôi guốc. Mang không mua toàn đôi 7.000 là khoảng gì? 1,5 triệu hả? 1,5 triệu một đôi guốc đó. selfie mission. 山の方に行かれたらあるんじゃないですかね、もしかしたら. Cát Tường và Thiên Vương đi về phía núi theo những gì được chỉ dẫn. Và rồi. Ê, sao nãy giờ cũng qua mấy núi mấy đèo rồi mà chưa thấy đâu. Đây tới rồi nè. Konnichiwa. Konnichiwa. Irashimasu. Konnichiwa. Đây là lò gốm của ông Inoue Koji, bậc thầy về gốm trà. Lò gốm của ông nằm tại chân núi Kiyosan của Karatsu. Một trong những nét cuốn hút của gốm Karatsu là hoa văn. Để được những hoa văn như thế này, phải nhờ tới sự khéo léo của người thợ lành nghề, tráng hai loại men lên rồi nung lên. Karatsu yaki là 大体400年以上昔から作られてる焼き物なんですよね。一点一点手作り手作業で作ってますね。một nghệ nhân mà thành thục để làm ra được một cái sản phẩm giá trị thì họ thường thường là có cái thâm niên là bao lâu ạ? 10年やれば10年やっただけのまた課題ができます。20年やってもまたきっと課題が出てきてくると思うから。なかなか終わりがないと思いますけど、まあ一通りできるには10年は必要じゃないかと思います。これはね、それぞれの器を使ってるところなんですけど、日本の料理っていうのは食べ物の色というのをとても大事にします。で、それを盛り付けに生かすんですね。だから器がその脇役になってほしいんですね。唐津焼は、作りは力強いんですけど。お料理を盛るとすぐ脇役になってくれるっていうのが、日本で親しまれている理由ですね。Đúng mà mình nhìn nó bức tranh rõ ràng. Nó nổi đồ ăn lên, giống như hình khối vậy. Sau 30 phút, các tác phẩm đã hoàn thành. Kế tiếp là công đoạn vẽ hoa văn. Cái này giống như cái bút mà vẽ viết thư pháp đúng không ạ? Ừ, so đấy nhé. Thấy chưa? Cho nên là lần đầu tiên cầm cho viết thư pháp như này mà không biết là bây giờ sẽ phải viết sao, tại vì nó sẽ có nét đậm nét lợt rất là khó để trang trí. Thôi trong đầu Thiên Vương nghĩ ra một hình đẹp lắm mà khi mà vẽ vô thì nó không sao hết. Tôi vẽ cái gì vậy ta? Bây giờ là Thiên Vương đã làm được rồi, ra một cái chén với những cái họa tiết mà ngay ban đầu thì tính là sẽ vẽ một ngọn lửa đi lên. Wow, cái chén của anh làm em cảm thấy sợ quá. Mà bây giờ xong nhưng khi mà vẽ ra thì không thấy nó giống ngọn lửa xíu nào hết. Bây giờ thì không biết là ra cái hoa văn gì. Nói chung là thôi, đã làm có sản phẩm. Muốn lại gì đó là mệt quá. Cái cây dừa, chú thích cây dừa. Việt Nam lâu năm rồi, đất phải nằm ở dưới đất nè, cây nó cao lên nè, cành lá nó tua tủa nè, có trái nè, chim bay nè, đó đất lành là chim nó đậu. Chưa hết nha, ở ngoài nè, biết tao vẽ gì không? Đó, ở ngoài cũng là vậy đúng không? Có cái thuyền nữa hả? Có thuyền nữa nè, bến nước con đò đó, này tao vẽ bến nước con đò của Việt Nam. これはココナッツと鳥に見えます。あっちは火に見えなかったけど。いや、よくできましたよ。お疲れ様でした。Sản phẩm gốm mang đậm nét cá tính của Cát Tường và Thiên Vương đã hoàn thành. Vì không thể mang về nước nên họ đã quyết định tặng tác phẩm này cho ông chủ Inoue Koji. Rồi. Yeah, selfie.